Amelia mang theo một chú chó cùng ngồi lên khinh khí cầu. Ở độ cao hơn 100 mét trên không trung, cô ta đưa cao chú chó lên, trực tiếp ném nó xuống phía dưới. Thì ra đây chỉ là một trò đùa của Amelia mà thôi. Bởi vì cô ta cần phải lấy lòng của khán giả bên dưới để tìm kiếm tài trợ. Bạn hãy nhìn cách ăn mặc như một chú hề của cô ấy, thỉnh thoảng lại đưa nửa thân của mình ra ngoài để tiến hành những trò hoạt náo với khán giả bên dưới. Cô lăn xả như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Nhưng cô không thể nào ngờ được rằng tiếp theo sau cô sẽ phải đối diện với mối nguy hiểm như thế nào. Thậm chí ngay cả chú chó nhỏ cũng sẽ cảm ơn chủ nhân của mình vì đã đưa nó xuống mặt đất. Nơi đây là năm 1862, khi đó vẫn chưa có những kỹ thuật bay hoàn thiện. Thế là không trung cách mặt đất cả 10.000 mét đã trở thành đối tượng khám phá của rất nhiều người. Có người vì khoa học mà hiến thân, có người vì kế sinh nhai trong cuộc sống. Còn người phụ nữ này lại là một phi công với kinh nghiệm bay phong phú. Người đàn ông bên cạnh cô lại là nhà khoa học lần đầu tiên bay lên không trung. Rất nhanh cả hai đã bay lên tới độ cao cách mặt đất 344 mét. Họ bắt gặp một đám mây đen. Dưới tác dụng của sức gió, khinh khí cầu không ngừng lắc lư và bay theo hướng gió thổi. Amelia ngồi trên khinh khí cầu đã tự ý thay đổi trang phục như bên cạnh không có người. James ngồi bên cạnh cũng lộ rõ vẻ mặt ngại ngùng. Nhưng họ hoàn toàn không biết rằng nguy hiểm đang đến rất gần họ. Không bao lâu sau thì họ đã bay vào trong các tầng mây. Tiếng sấm chói tai không ngừng vang lên từ trong các đám mây. Rất nhanh đã bao phủ lấy cả hai người. Đột nhiên một dòng khí lưu đã tấn công họ. Khinh khí cầu bắt đầu rung lắc dữ dội. Trong quá trình tranh đấu với dòng khí lưu, James đã bị đụng vào đầu đến mức chảy máu. Còn Amelia thì càng thê thảm hơn, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Rất may là cô đã nắm giữ thật chặt những sợi dây, khó khăn lắm cô mới được James kéo lên lại. Họ muốn thoát ra khỏi các tầng mây thì phải tiếp tục bay lên trên, phải bay lên cao hơn nữa mới được. Nhưng hai người còn chưa kịp có phản ứng thì cơn mưa bão đã đổ ập xuống. Hai người vội vàng giữ chặt lấy hàng rào, lớn tiếng kêu thét lên đầy sợ hãi. Rất may cả hai đã cố gắng vượt qua được. Sau cơn mưa thì bầu trời trong xanh hơn. Hai người lập tức kiểm tra một lượt tất cả các sợi dây thừng. Khi họ bay lên tới độ cao cách mặt đất khoảng 5.000 mét, thì hai người đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thần kỳ. Một đàn bướm màu vàng kim xuất hiện ở bên cạnh hai người. Trông giống như trong truyện cổ tích đã mô tả, đàn bướm như đang nhảy múa trước mặt họ. Không ai có thể ngờ được bướm lại có thể bay cao đến thế. Nhưng lúc này họ đã biết được rằng, khinh khí cầu đã bay lên tới hơn 7.000 mét so với mặt đất. Nhiệt độ đã đạt tới âm 6 độ, bề mặt của các thiết bị bắt đầu đóng băng. Hàm lượng khí oxy cũng càng lúc càng ít đi, càng tệ hại hơn nữa. Người đàn ông lần đầu tiên bay lên trời, hoàn toàn không hề chuẩn bị những bộ trang phục dày hơn. Ở một độ cao như thế, chẳng khác nào tự sát. Nhưng James vì nền khoa học trong lòng mình, còn muốn cố chấp bay lên cao hơn không chịu dừng lại. Khi khinh khí cầu đã đạt tới độ cao hơn 8.000 mét, thì bề mặt của khinh khí cầu đã kết lại một lớp băng rất dày. Đôi tay của James đã bị đông cứng tới mức tê dại đi, đồng thời xuất hiện phản ứng bị thiếu oxy. Anh ta muốn thả chú chim bồ câu đưa tin, nhưng chim bồ câu đã bị lạnh cóng từ lâu và không thể bay được nữa. Nó bị rơi thẳng xuống dưới, James trở nên càng lúc càng điên cuồng. Anh ta không ngừng ném đồ đạc xuống dưới, muốn giảm nhẹ tải trọng. Anh ta muốn bay lên cao hơn nữa. Amelia khuyên anh ta rằng không thể bay lên cao hơn nữa, nhưng James hoàn toàn không nghe lọt tai. Chính vào giây phút quan trọng, Amelia đã tát một cái thật mạnh vào mặt anh ta. Nhờ thế mới giúp anh ta tỉnh táo lại. Nhưng khi Amelia muốn kéo mở van khí thì phát hiện hoàn toàn không thể kéo được. Nhất định là bên trên đã bị đông cứng lại rồi. Thế là cô ta đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo. Cô muốn tay không bò lên phía trên sau đó thả khí thủ công. Đây là người phụ nữ to gan nhất mà tôi đã từng nhìn thấy. Toàn thân không hề có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Trên không trung cách mặt đất gần 10.000 mét với nhiệt độ âm 30 độ, cô muốn một mình leo lên đỉnh của khinh khí cầu. Bởi vì chỉ có mở van khí ở bên trên thì khinh khí cầu mới hạ độ cao. Nhưng đây là ở trên độ cao gần 10.000 mét, khí oxy bị hạn chế. Cô dần dần bắt đầu cảm thấy choáng váng và thở dốc. Bên dưới lại là những tầng mây nhìn không thấy mặt đất. Một khi thất thủ thì sẽ vạn kiếp bất phục. Cô đưa tay ra bắt giữ lấy một sợi dây thừng. Vì muốn đề phòng bị rơi xuống dưới, cô bèn thắt một cái nút thắt đơn giản trên vùng eo của mình. Sau đó tiếp tục trèo lên phía trên. Mỗi một bước của cô đều can hệ tới sinh tử. Khi cô tới được đỉnh của khinh khí cầu thì đã mệt lả tới mức sắp ngất đi. Nhưng cô không kịp nghỉ ngơi, mà lập tức dùng khuỷu tay đập vào cửa van. Nhưng cửa van đã bị đông cứng tới mức không thể nào đập ra được. Thế là cô bèn đứng dậy. Trên không trung cao gần 10.000 mét, dùng chân của mình để đạp thật mạnh lên cửa van. Lần này thì cô đã thành công. Khi nóng bắt đầu được phun thẳng ra ngoài, vì để đề phòng van khí một lần nữa bị đóng chặt, cô trực tiếp đặt chân của mình vào trong cửa van để chặn lại. Sau đó dùng con dao nhỏ cắt một đường lên giày của mình và rút chân ra ngoài. Sau khi đã làm xong tất cả những việc này, cuối cùng thì cô cũng đã không thể chống đỡ nổi và ngất đi. Tuy khinh khí cầu bắt đầu rơi xuống dưới, nhưng cơ thể của cô vẫn đang từ từ trượt xuống dưới. Trong lúc hoảng hốt, dường như cô đã nhìn thấy được chồng của mình. Chồng của cô chính là người thầy đã hướng dẫn cô làm thế nào để bay lên bầu trời. Nhưng vào chuyến bay cuối cùng của họ thì đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Khinh khí cầu đột nhiên xảy ra vết nứt. Họ đành phải nhanh chóng hạ cánh. Vì muốn giảm thiểu tốc độ hạ cánh, họ đã đem ném tất cả những vật dụng có trong khinh khí cầu. Nhưng vẫn không thể được. Thế là chồng của cô đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.
tự mình nhảy xuống phía dưới, lựa chọn để cho cô được sống. Không lâu sau thì Amelia đã từ từ tỉnh lại và ngạc nhiên phát hiện ra bản thân đang bị treo ở trên không trung cách mặt đất gần 10.000 mét, là do sợi dây cô buộc chặt ở phần eo đã cứu cô. Phút chốc cô nhanh chóng ngồi dậy và giữ chặt lấy sợi dây thừng. Cô vô cùng sợ hãi, lớn tiếng kêu gào để cho James chạy tới cứu cô, nhưng bên trong cái giỏ mây hoàn toàn không có chút âm thanh nào cả. Không biết James là sống hay chết, vào giây phút sinh tử thì vẫn phải dựa vào chính mình. Cô liều mình bắt đầu dao động, đưa chân về phía trước, thu lại về phía sau, để cho phức độ dao động của mình càng lúc càng lớn hơn. Khi cô không ngừng làm thử, cuối cùng thì cũng đã quay trở về chiếc giỏ của khinh khí cầu. Cuối cùng cũng đã quay trở về giỏ, cô còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã lập tức lao nhanh về phía James. Tốn rất nhiều thời gian mới có thể khiến cho James tỉnh lại. James sau khi tỉnh lại thì phát hiện ra khinh khí cầu đang từ từ hạ xuống, lại nhìn vào cánh tay đầy vết thương của Amelia. Anh ta hiểu rõ tất cả những điều này đều là do Amelia đã làm. Anh ta vội vàng nói lời cảm ơn, khen ngợi lòng dũng cảm mạnh mẽ của cô. Còn Amelia thì chỉ dùng nụ cười để hồi đáp lại. Không bao lâu sau thì có tuyết rơi. Bầu trời đầy những bông tuyết đang rơi lả tả, khiến cho họ cảm nhận được thế giới tươi đẹp ở ngay trước mặt. Nhưng tiếp nối theo sau lại là khảo nghiệm nguy hiểm hơn nữa. Khinh khí cầu này đang rơi xuống nhanh chóng. Những bông tuyết đang rơi ở trước mặt dường như đã bị ngưng động lại. Hai người trên khinh khí cầu lập tức hoảng hốt. Điều này có nghĩa là tốc độ rơi giống với tốc độ rơi của bông tuyết. Nếu căn cứ theo tốc độ rơi này, thì hai người họ chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Họ vội vàng bắt đầu ném đồ đạc ra ngoài để giảm tải trọng lượng. Túi sách ném đi, hộp dụng cụ cũng ném đi. Tất cả những thứ có thể ném được đều đã bị ném ra ngoài. Ngay cả cánh quạt nhỏ xíu ở ngay hàng rào bao bọc giỏ tre cũng bị ném xuống luôn. Tiếp theo sau, cả hai bắt đầu cởi áo ra. Áo khoác ngoài của hai người tất cả đều bị ném xuống dưới. Nhưng khinh khí cầu vẫn tiếp tục rơi xuống. Làm sao đây? Họ quyết định leo lên trên dây thừng để ném luôn cái giỏ mây xuống dưới. Bởi vì cái giỏ mây là có trọng lượng nặng nhất, thế là sau khi cả hai trèo lên phía trên thì bắt đầu cắt dây thừng. Sau khi những sợi dây thừng lần lượt bị cắt đứt, khinh khí cầu cũng bắt đầu đảo qua đảo lại. Họ đành phải liều mình giữ chặt lấy sợi dây thừng thì mới không bị cơn rung lắc ném rơi ra bên ngoài. Cuối cùng, cái giỏ mây cũng đã bị cắt đứt rơi xuống dưới, nhưng không thể ngờ vẫn không giúp ích được gì. Khinh khí cầu vẫn đang rơi xuống với tốc độ rất nhanh. Trong lúc tuyệt vọng thì Amelia đã nhớ tới cảnh tượng hy sinh bản thân để cứu cô của chồng cô năm xưa. Bây giờ cô quyết định cũng sẽ làm như thế. Nhưng lúc này James đã nghĩ ra được một cách hay. Nếu như cắt dây ra và kéo miệng dẫn khí của khinh khí cầu to ra, vậy thì khinh khí cầu sẽ biến thành một cái dù to lớn. Nghĩ tới đây, anh ta lập tức hành động ngay và cắt đứt dây thừng. Quả nhiên khinh khí cầu phút chốc biến thành một cái dù khổng lồ. Tốc độ rơi cũng bắt đầu trở nên chậm lại. Cuối cùng thì hai người cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Cả hai lao thật nhanh tới khu rừng rậm bên dưới với tốc độ chóng mặt. Cành cây không ngừng cứa vào cơ thể của hai người họ. James không thể chịu đựng được nên đã rơi xuống trước. Còn Amelia thì tiếp tục bị kéo lê trên mặt đất, bị khinh khí cầu kéo ra xa một đoạn đường rất xa thì mới dừng lại. Nhưng thật may mắn là cả hai người đều sống sót. Sau khi đã đi vòng quanh một vòng ở quỷ môn quan, hai người đã lần lượt tỉnh lại. Cả hai một lần nữa quay trở về với nơi ở quen thuộc của mình. Đây là một câu chuyện có thật. Chuyến bay lần này đã làm kinh động khắp thế giới, khi đó đã tạo nên kỷ lục bay cao nhất của loài người, 11.278 mét. Có lẽ ở hiện tại độ cao này không là gì cả, nhưng chính vì có những bậc tiền bối dám làm trong quá khứ thì mới có được cuộc sống muôn màu muôn vẻ của chúng ta ngày nay.